Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Hante Channel. Và các bạn ơi, ngày hôm nay anh em mình đang đến với một cái đội hình siêu to khổng lồ. Và chắc hẳn rằng không nhiều bạn đã đặt ra một cái câu hỏi: Hante ơi, tại sao anh lại mang cái đội hình mạnh dữ vậy? Anh mang cái đội hình mạnh như vậy để làm gì? Để làm gì thì các bạn đây, sau đây sẽ biết nha. Đó, các bạn thấy chưa? Nhìn cái đội hình của người ta level 70 năm sau mà bây giờ mình mang mấy cái đội hình bèo như con mèo thì vô đây làm sao mà đánh, đúng không nè? Đây, và bây giờ mình đang rải chiến với một cái thành viên tên là Kuji. Đây, let's go. Mời các bạn hướng mắt về sân khấu luôn. Chúng ta sẽ gặp được một cái đội hình rất là đỉnh nha, sở hữu cái skin của đại chiến binh Ratun. Ở đây thì anh em chúng ta đang tăng thêm được 60% khi mà anh em chúng ta mang những cái con rồng mà có cái chiêu này nha mọi người. Lắm. Wow, 413.000, anh em không nhìn lầm đâu. Một lượng sát thương siêu đỉnh luôn. Wow, mình không nghĩ anh đại của mình lại khỏe dữ vậy luôn á. Oh my god các bạn ơi, ghê thiệt. Một cái màn trình diễn mà thậm chí mình chưa biết được cái kịch bản nó sẽ đi về đâu và lượng sát thương nó sẽ ra sao luôn. Không ngờ. Wow, và anh em ơi, bây giờ thì mình sẽ trải nghiệm nhẹ lần nữa nha. Đây đây đây. À, lần này mình sẽ mang cái bé gọi là Heroes. Bé này là hệ Mew nha mọi người. Một trong những con Legend Daisy vô cùng đẳng cấp luôn. Này, anh em nào thích mấy cái bé này thì chấm nhẹ cái cho mình biết nha mọi người. Đây, với phần bình luận anh em không cần comment nhiều luôn, chấm nhẹ cái cho biết là được rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ tăng đam nha. Lượng sát thương đang được tăng gấp đôi. Và thử hỏi coi tên bạn chịu được bao nhiêu. Wow, pha này thì anh em mình sẽ đến với cái tuyệt chiêu đó, chính là hút máu nha. Lớn. Wow, chắc hẳn rằng 400 mấy chục ngàn. Đây là một cái lượng sát thương đam to nhất luôn các bạn ơi, trong những cái con Dragon mà các bạn đã từng xem. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau. Ui, đội hình này bị tuột rồi. Bây giờ anh em mình, đây, ít ra là cũng phải hai con 70 kèm theo một con 55 chứ hả. Tầm này thì anh em chúng ta chiến nó mới sướng nè. Ok, let's go. Wow, bây giờ thì xem nào. Tem bạn thì tầm khoảng 200.000 máu, tem mình thì cũng 220. Bây giờ mình sẽ bắt xê nhẹ với cái tuyệt chiêu tăng thêm 60% đam này. Ui, trời, nó quýnh con bên trong các bạn ơi. Cái chiêu này làm như là một cái chiêu rất là thần bí luôn. Wow, lúc đó thì nó quýnh con bên ngoài, lúc đó thì nó bắt xê con bên trong các bạn. Ôi, bây giờ thì nên chúng ta sẽ xoay chuyển nè, gẹo nhẹ các bạn này một cái đi. Con này cũng được tầm khoảng 60% nhưng mà lượng đam thì nó khá là bèo luôn. Mặc dù thuộc dòng Heroic nhưng mà so với cái bé này anh em chúng ta một trời một vực dữ vậy nè. Lắm, hai thành viên Heroic của mình lượng máu tuột như phim luôn các bạn ơi. Không thể tin được. Wow. Không phải, một con Heroic, một con Legend Daisy. Ma cà rồng nha. Rồi, ở đây thì anh em chúng ta sẽ đến với lượng sát thương đang được tăng gấp đôi. Mình sẽ lụm cái thành viên này bỏ túi nè. Hết sảy luôn anh em ơi. Và đây là nhân vật cuối cùng của tem bạn. Bé yêu sở hữu cho mình một cái thân hình khá là nóng bỏng. Ây cha, quá là dễ thương luôn. Ui, sát thương đam thì không thể nào mà coi thường được rồi. Lắm, 141.000 các bạn à. Wow, đây là những gì mà anh em chúng ta đang chờ đợi ha. Quá tuyệt vời. Chiến binh. Đây là một trong những con Titan các bạn à. Một trong những con Titan đầu não. Những con gọi là rất là bá đạo luôn. Sở hữu sức mạnh của dòng Titan và kể cả hệ Mitsigas các bạn. Uy hiệu nằm trên vai. Đây rồi, mới vô các bạn thấy chưa. Một phát một, anh em mình còn có chút xíu máu để gọi là sinh tồn thôi. Bây giờ chúng ta phải phá cái giáp này nha. Anh em nào mà chưa có đăng ký kênh thì nhớ bấm nhẹ vô cái nút subscribe cái nha. Đây, đăng ký và mở thông báo hình cái chuông lên để anh em sẽ không bỏ lỡ những video vô cùng hấp dẫn đến từ Tem HNT Channel nha. Pha này thì mình sẽ cho cái bé Mew đi nha mọi người. Wow, bé Mew này của mình thì cũng thuộc dòng Heroic, đam thì cũng khá là to rồi. Bây giờ thì đang cố gắng chiến với cái thành viên, chiến với cái anh đại gọi là Titan và còn Mitsikat này nữa. Nó chua lè luôn. Đội hình của mình thì các bạn nhìn sơ nè, hai con máu muốn trắng cây và bây giờ chỉ còn là một mình bé trâu mũi khoan thôi. Và nhân vật này là Heroic 4 sao. Ui cha,
gặp phải hàng dữ nữa rồi. Ôi, một hit coi cũng 60 mấy ngàn. Bây giờ thì mình sẽ xài cái tiệt chiêu hút máu đi, máu mình đang rất là yếu rồi. Đó, sau khi mà có một chút xíu máu bỏ vào người thì bây giờ anh em chúng ta bắt đầu chế độ gọi là chiến đấu nè. Let's go. Thêm một lượt đánh nữa cho anh em mình. Đấy, ngon lành cành đào luôn. Có như vậy thì anh em chúng ta mới gọi là qua được cái màn khó khăn này chứ hả. Victory. Ổn nha anh em. Rồi, sau gọi là vài trận chiến gọi là kinh thiên động địa, bây giờ chúng ta đến với một cái trận đấu còn căng não hơn nữa. Ba thành viên này đều là level 70. Một con ma cà rồng, một con đó là Heroic các bạn, và một con là Dragon Daisy. Ở đây thì ba thành viên này khá là chua rồi. Anh em mình sẽ ra mở thêm cái khiên nha mọi người. Đây, phải tăng cái lượng đam của mình lên để đảm bảo cái tỷ lệ chiến thắng của anh em mình nha. Ok, let's go. Rồi, ngõ sơ, thành viên này Kiss Pizza. Wow, một hit thôi anh em chúng ta từ 273.000 máu mà tụ xuống còn tầm khoảng 69 thôi các bạn à. Wow, phải nói rằng đam hơi bị kinh đấy. Rồi, bây giờ thì một hit của chú ấy quất mình là 100.000 máu, anh em mình quất thì một được 130 ha. Lượng đam mình thì cũng tầm khá là ổn. Đây này, chúng ta sẽ tiễn bớt một thành viên. Đó, các bạn thấy không, hai thành viên của mình lượng máu đều bị tụt rất là nhiều luôn á. Sau đây thì anh em chúng ta sẽ xài thử cái tuyệt chiêu gọi là hút máu nha. Lắm, 101.000 máu vừa bị thổi bay. Rồi, ở đây thì chắc có lẽ là nhờ cái bé nào đây ta, mình cũng đang phân vân quá luôn ấy. Rồi, 103, ui vẫn không đủ điểm để hạ luôn. Và bây giờ đến với nhân vật gọi là chùm cuối đây các bạn, chùm cuối của team bạn, sở hữu sức mạnh của Macaron. Và anh em nào có cái bé yêu này thì nhớ liên hệ với HNT nha, qua Facebook ha mọi người. Rồi, đổi mảnh với mình nha, HNT đang cần xin 6 mảnh của cái bé này luôn nè. Rồi, và bé nè, anh em nào có cái con này nè, bé yêu này thì cũng đừng quên comment luôn nha. Liên hệ với mình qua Facebook nha mọi người, hay là Zalo cũng được. Đó, HNT xin 6 mảnh của cái bé này nữa nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với ui, ca này hơi chua. Anh em mình xài cái chiêu hút máu đi cho có ít máu mà chiến chứ hả. Ôi, 111.000, và bây giờ lượng đam của chúng ta đang có nè, lắm, 246.000 anh em ơi. Đam phải nói rằng siêu kinh điển luôn. Wow, mình không nghĩ là anh em chúng ta lại hổ báo trường một giáo đến vậy. Rồi, đội hình tiếp theo thì mình vẫn thấy tên bạn có level 70 nha, và hai con 70, một con 60. Tầm này thì xác định luôn rồi. 200, ôi hút máu một phát 205.000. Ôi, tên bạn quất mình một cái 215 luôn, đam đúng to các bạn à. Wow, nhân vật này là rồng đá nha mọi người. Các bạn đừng thấy cái con này nó bình thường mà coi thường nó nha, đam nó rất là khủng luôn ấy. Ôi, chiến binh Kitsune lại một thành viên. Ôi, bạn này mang nguyên một cái bộ giáp kim cương luôn. Wow, mình nhớ không lầm là khi mà lên level 50 thì các bạn sẽ có được cái bộ giáp kim cương của thành viên. Và bây giờ thì anh em mình trở ra một chút xíu nha mọi người. Ở đây thì mình sẽ ra mình chơi nhẹ cái sự kiện. Đây, không biết các bạn đã chơi sự kiện đến đâu rồi, và mình cũng chia sẻ với các bạn luôn. Anh em chú ý cái chỗ này nha, 25 điểm coi. Và các bạn hãy cho mấy cái con mà hệ này yêu nhau, chẳng hạn như là cái con này là Bufre, là cái con lão già râu dài. Cái chiêu gọi là ICE này là cái chiêu băng nha, cái con rồng mà có cái chiêu băng. Rồi anh em cho yêu nhau thì chúng ta sẽ yêu xong á các bạn. Đây, mình đang cho hai con này yêu nhau nè. Khi mà yêu xong thì anh em chúng ta sẽ thả nó ra cái chỗ này nha. Wow, cái bé này thì ok, mình sẽ bán bớt con này đi nha mọi người. Rồi chúng ta sẽ thả cái bé này ra. Rồi, và các bạn thấy nè, anh em mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ này nha. Rồi, nhận được 25 điểm coi nha mọi người. Wow, và ở đây thì hai cái con này là nó sẽ thả ra những cái quả trứng, và anh em chúng ta sẽ thả 5 cái quả trứng mà mình vừa lai ra. Đây, 5 quả trứng này các bạn. Đâu rồi, chỗ này nha, mình sẽ thả ra, mình cũng chia sẻ với các bạn cách để làm nhiệm vụ này luôn, rất là đơn giản. Mà anh em chúng ta lại kiếm được rất là nhiều điểm coi để chơi sự kiện luôn. Đó, 300, rồi ở đây thì chúng ta thả tiếp nha. Đây, ui cái này chắc có lẽ là mình sẽ bán bớt nha các bạn. Đâu rồi, đây, anh em sẽ đè bán cái con này nha. Đó, ngon lành cành đào luôn.
Ở đây thì cũng vậy luôn nha. Đây này chúng ta sẽ thả ra. Đâu rồi, đâu rồi. Rồi. Và các bạn hãy vào cái chỗ này xem lại nha. Đây, chúng ta đã làm được 2/5 rồi nha mọi người. Đó, đây là cách mà mình làm nhiệm vụ, mình kiếm điểm coin để mình chơi sự kiện luôn. Rồi ở đây còn 3 cái nữa thì chúng ta phải chờ nó hết giờ ấy. Rồi và ở đây thì anh em nào trong team thì vô nhận thưởng luôn nha anh em ơi. Rương level 5 nha. Đây đây đây, rương level 5 lần này anh em chúng ta sẽ có được 4 orbit của Legend và thêm 4 cái ống nghiệm, ố 3 chứ, 3 cái ống nghiệm để đổi orbit với nhau. Rồi và bạn nào có mấy cái con macaron VIP thì nhớ liên hệ với mình nha. Hiện tại thì anh ta đang ui có bạn, có một cái bạn người nước ngoài hả, level tầm khoảng 67 luôn, duyệt luôn chứ hả. Rồi bạn này thì 54 đúng không, chà chỗ mình bị full rồi hay sao ấy. Rồi bạn nào mà làm biến thì anh ta sẽ đá đích tuyển thành viên mới về nha. Ok rồi bây giờ thì anh em nào chưa đăng ký kênh thì hãy cho mình một subscribe nha mọi người. Đây nhớ đăng ký và mở thông báo hình cái chuông lên nha. Rồi còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo luôn nha.